Vâng, Gà xin mến chào toàn thể bác nhá. Thì trong ngày lễ này thì bên mình lại tiếp tục về hàng các bạn, vừa về hàng hôm qua. Thì hôm nay là 1 tháng 5 thì cũng gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác đã có nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình. Thì tại Hiếu Minh Auto thì tất cả cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà tại kho thì vẫn nhận hàng các bạn. Thì như biết thì hôm trước em về mùa chật up kho ngoài kia thì bên em đã chật up kho ngoài thì có rất nhiều các model em chưa review đến. Và hôm nay nhá hình cho bác biết thì thông báo hàng về thôi, chứ mình không có thời gian để mà quay được hết các model đúng nhá. Em sẽ quay dần dần và ngày mai tiếp tục về hàng tiếp. Đợt này em thì mình sẽ về thêm cả súp kép nhá, súp kép và Array nha, Array dòng cao cấp và cả súp kép nha, súp kép, súp đơn các loại. Thì thông báo lịch hàng về thì những bác nào có thích thì inbox trước những dòng loa này thì em báo Hiếu Minh sẽ inbox giá cho bác, giá tốt thôi nha. Thị trường thì những dòng loa này thì thị trường bán rất nhiều rồi, nhưng quan trọng hôm nay thông báo hàng về những model để thông báo anh em trên kênh là tiếp tục hàng về tiếp. Và bên cạnh đây thì bên em đang về của dòng súp này em sẽ quảng cáo trước này, ngày mai em sẽ quảng cáo này. Dòng súp Bát 30 nhá. Bát 30 dòng thương hiệu của TD Autix. Đấy, TD Autix. Thì đó gói thì cái dòng này ý, thì nó sử dụng Bát 30 nhá, từ 220. Từ 220 coi 100 anh nhá. Bác lưu này. Bát 30 nhưng từ 220 coi 100, quả từ to lắm ạ. To như Bát 40 luôn, siêu khủng, ngày mai sẽ review. Số lượng về không nhiều đâu. Hàng nguyên chất bãi thì nó hơi bẩn bụi đi, chưa vệ sinh. Có hơn chục quả thôi. Thì ngày mai em review giá bán khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu quả thôi. Thì ở hôm nay em mình về thêm cả một dòng loa đời cao cấp của CAF. Trong này thùng thùng cao nó sử dụng thùng gỗ ván ép sơn sần cát nhá, có thanh ray ở đây. Những bác nào mà đánh loa này, loa này mở dòng loa như kiểu dòng các anh em đi show sự kiện được không nhá. Sự kiện mở đầm hai đôi treo lên hoặc treo lên này có thanh ti ray ở đây. Dòng này tính đánh tiếng rất là bay, thì thùng chép của nó chép sáng, bát nó đánh rất là uy lực bác nhá. Bát nó thử gông, nó kiểu gông như là sếp ấy. Em chưa đi quay kỹ, bác có xem anh em review những dòng loa này rồi này. Sếp QSC 112 bác nhá. Dòng này có công tắc đảo cầu bác nhá. Nhờ cái bản này, cái bản giới cao cấp của CAF bác nhá. Dòng loa đến từ thương hiệu của Italia, sự bát chép của Italia. CAF dòng này em về được suýt soát 30 đôi, chưa về hết đâu. Đây về mười mấy đôi thôi, mai quay tiếp. Có rất nhiều cái dòng này chưa nhân giá, nhưng giá thị trường em thấy anh em đang bán khoảng chục triệu. Các bác liên hệ mức giá tốt hơn thị trường khoảng trị rẻ hơn cả tiền 500 đến 1 triệu nhá. Em bao mức giá tốt nhất vì thời điểm này em nhập cực kỳ nhiều. Và bên cạnh đây thì về thêm dòng loa DMX không chưa hết hàng này, thì hôm nay về thêm này các bác này. DMX ES12+. ES12+ cái dòng này thì cực kỳ ngầu luôn bác nhá. Bác nhìn công suất của nó chưa? Công suất hoạt động là 550W, bác kinh khủng khủng khiếp không? Bác biết tại sao công suất lại lớn như này không ạ? Cái bản phiên bản ES12 thường thì nó đã hoạt động từ 400 đến 450W rồi, thì con này lên 550W khủng khiếp không? Vì là cái dòng này ấy là nó sử dụng là bát RCEP chép 750 thôi nhá. Gọi dụng chép 750 nghĩa là chép rất lớn, gọi chép to nhất, và dụng bát từ 19 coi 76 chép 750. Lên về công suất nó rất là lớn luôn. Công suất là 550W bác nhá. Ở 8 ôm. Đây mới XS12+, đời con này đời bao nhiêu đây? Ôi trời ơi. Đời 2019 này các bác này. Xem nào. À lẫn cả có cả 2017 2019, nhưng bác nhìn đời gần không? Cả 17 19 nhá, lẫn lộn. Đây này, 2019 này. Nhà sản xuất ra 2019 các bác tưởng tượng là về đến tay khi đến người tiêu dùng thì bao nhiêu ạ? 2020, 2021 cái dòng này nó tháo nguyên một cái ba ra. Nguyên cái ba ra là người ta dùng được hơn năm thôi. Hàng về đẹp lắm các bạn, đẹp bụi bẩn thôi nhá, em chưa vệ sinh này. Toàn là ti treo này. Bụi bẩn chưa vệ sinh nhá. Cái dòng này hôm trước em đã quay rồi, nhưng cái phiên bản này phiên bản đời cao nhất của DMX đối dòng tép thường nhá. Là tép thường mắt thường nhưng nó tép lớn. Căng không có cái nào rách để một thanh lý nhá. Hôm trước có một cái thanh lý rách này, em thanh lý thì không nói, lô này về đẹp hết không có cái nào rách cả. Giá bao tốt thị trường cho anh em nhá. Giá cũng gần chục thôi. Anh em đang bán thị trường giá khoảng hơn chục, 11 triệu thì phải. Em bán giá chỉ gần chục thôi anh em nhá. Chứ em tạm thời áng giá cho bác có nhu cầu liên hệ thôi, chứ em chưa dọn đến được. Vì cái lo kho ngoài trước em quay đấy đã dọn đến đâu, còn mấy model loa đã review đâu. Chưa dọn đến được, hàng về nhiều quá. Và đây nữa là dòng loa phên này. Những bác nào thích bát 25 tín đồ, bát 25, bát 30. Bát 30 phên. Đây là cái logo chữ Trung Quốc này, mai em bóc ra, tại vì là báo cáo các bác đây là cái logo, là cái logo này này. Là nó ghi của cái phòng hát của bên đấy. Nhà vụ phòng hát là
phòng hát là nghĩa là cái tên của phòng hát đấy, họ bóc ra xong họ dán vào đây, họ dán cái tên phòng hát của họ vào đây thôi. Còn đây là Raphen mới nhá, Raphen này, Raphen này, cái dòng này dùng bát chép của Phen đồng bộ luôn cả phân tần nữa. Nhà phở bát chép của anh Quốc và phân tần thì cực kỳ gấu và ngầu, em sẽ review clip sau. Nhưng Raphen thì giá nó hơi căng một tí, nó hơi căng nhưng mà em sẽ bán giá tốt cho anh em chơi. Số lượng về nhiều nhá, Raphen này em về được 30 đôi đấy. Phen bát 25 nhá, bát 25 về nhiều nhất, bát 30 về ít. Tí nữa về hàng tiếp các bạn, tí nữa em về hàng review và về thêm cả súp kép nhá. Còn súp đơn thì không chưa có lịch về, súp đơn về mỗi súp 30 sử dụng từ 220 con 100 này. Giá 3 triệu hơn 3 triệu tí quả thôi, chưa dọn vệ sinh đâu. Đấy, em thông báo trên kênh, em thông báo hàng về, số lượng về lần này về cực kỳ khủng. Và nó sẽ về liên tục các bạn nhá, về liên tục. Vì thời điểm này em sẽ có những mã nào em không review được kịp thì em cất kho. Cất kho bằng Tết các bạn. Em hiểu mình là đợt này em sẽ tất kho bán Tết. Còn đâu khả năng em review đến kịp đến Molen nào thì em bán Molen đó. Còn đây quay nhà hình với thì số lượng hàng về tại đơn vị Euro luôn sẵn hàng, cả đối với bán buôn bán sỉ bán lẻ cho anh em thợ thuyền. Em có nhu cầu liên hệ em nhé.